Tất cả các bạn, mấy hôm nay tại Sài Gòn hàng ngày thì phát hiện ra hàng nghìn ca nhiễm bệnh mới. Rất nhiều người bạn của mình đã trở thành F1 và họ cũng rất là băn khoăn và hỏi mình về cái kinh nghiệm đi cách ly tập trung như thế nào. Mình cũng đã chia sẻ hết sức là nhiệt tình đến cho tất cả những người bạn của mình. Tuy nhiên là mình nhận thấy cái kinh nghiệm này cũng khá là hữu ích dành cho những cặp vợ chồng mà có con nhỏ. Giúp cho các bạn có một cái sự chuẩn bị chu đáo nhất trước khi chúng ta đi cách ly tập trung hoặc cả đi cách ly tại khách sạn. Thì nhân đây mình cũng sẽ làm một cái video và chia sẻ về cái trải nghiệm của mình trong quá trình mình đi cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn. Hy vọng có thể giúp cho mọi người có một cái sự chuẩn bị chu đáo nhất ạ. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện mà mình đã tiếp xúc với F0 như thế nào. Vâng, đây là gia đình mình. Mình có hai bé, một bé 6 tuổi và một bé 2 tuổi. Gia đình hàng xóm cũng chạc tuổi mình thì cũng có hai bé, một bé 6 tuổi và một bé 3 tuổi. Các bé hàng ngày thì vẫn chơi với nhau rất là thân thiết. Trước khi mà dịch Covid diễn ra thì hàng ngày các bé vẫn chơi đùa với cả nhau ở trước sảnh chung cư. Từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 6 thì lúc này cả hai gia đình cũng chưa ai là có liên quan đến ca nhiễm. Và do đó thì mọi người vẫn đang nghĩ là Covid-19 thì nó đang ở trên TV và ngoài xã hội thôi, chứ không có nghĩ là nó có cái liên quan đến gia đình của mình cả. Bởi vì bản thân mình và hàng xóm thì khi mà đi ra ngoài thì vẫn tuân thủ 5K, đeo khẩu trang đầy đủ và hạn chế tiếp xúc với cả người lạ. Tuy nhiên, cho đến ngày 14 tháng 6, thì lúc này anh chồng đã phát hiện ra ở trong nội bộ công ty đã có một ca nhiễm F0. Thì lúc này anh chồng đã chủ động là cách ly toàn bộ gia đình ở trong căn hộ và không có cho các bé ra ngoài để vui chơi với cả nhau nữa. Và lúc này mình cũng thực sự chưa quan tâm lắm đâu, chỉ thấy là hàng xóm đóng cửa ở trong phòng thôi và cũng không nghĩ là có liên quan gì đến Covid-19 cả. Vâng, và cho đến ngày 19 tháng 6 thì lúc này anh chồng cảm thấy có một số cái dấu hiệu mệt mỏi như là sốt và mất vị giác, thì anh chồng đã chủ động đi xét nghiệm và được thông báo là dương tính với Covid-19. Lúc này anh chồng bị đưa đi cách ly và điều trị tại bệnh viện luôn rồi. Chỉ có ba mẹ con ở nhà và cũng khá là lo lắng. Lúc này khi mà nghe tin là hàng xóm của mình bị nhiễm Covid-19 thì thực sự là mình rất là hoang mang và không biết là phải làm như thế nào, bởi vì khả năng là gia đình mình trở thành F1 rất là cao. Và vào ngày 21 tháng 6 thì mình nhận được thông tin là hai bé của gia đình hàng xóm đã dương tính với Covid-19 và hai bé nhà mình đã chuyển thành F1. Mình thì vẫn là F2. Và theo thông tin mình research ở trên mạng thì F1 chắc chắn phải đi cách ly tập trung, điều này không tránh khỏi. Và đến ngày 22 tháng 6 thì là lúc mà cả gia đình mình phải đi cách ly tập trung đấy các bạn. Vâng, quay trở lại cái ngày 19 tháng 6 khi mà mình phát hiện ra là anh hàng xóm dương tính với cả Covid-19 thì có một chị y tế phường đã liên hệ với gia đình mình và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chứng minh thư nhân dân, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ cơ quan và tên công ty và lịch trình đi lại trong vòng 7 ngày gần đây của cả hai vợ chồng. Thì mình có một số cái lưu ý đặc biệt đến cho các bạn như sau. Đầu tiên là các bạn là trong cái quá trình mà các bạn khai báo cái lịch trình đi lại ấy, thì các bạn cần phải nhớ chính xác xem những cái khu vực nào mình đã lưu đến trong cái quãng thời gian 7 ngày vừa qua. Thứ hai, có một cái điều cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là cái thời điểm mà mình lần cuối mà mình tiếp xúc với cả F0. Cụ thể đây là hai cái lần cuối mà các bé nhà mình tiếp xúc với cả các bé nhà hàng xóm. Vì cái thời điểm đó sẽ xác định cái quãng thời gian mà các bạn sẽ phải đi cách ly tập trung. Các bạn đặc biệt lưu ý cho mình điều đó. Và có cái điểm lưu ý thứ ba là hiện tại thì mình cũng nghe thông tin là có một số đối tượng
có một số đối tượng giả danh cán bộ y tế để khai thác thông tin cá nhân. Thì khi các bạn trao đổi với đối tượng đó thì các bạn cũng cần phải hỏi rõ là có phải là tổ y tế của phường mình hay không, họ phải nói được ra tên tuổi địa chỉ. Thứ hai là họ phải nói được chính xác cái ca F0 mà liên quan đến mình. Đó, đây là ba cái điểm lưu ý mà mình cần phải nói lại cho các bạn. Và tiếp theo thì đến ngày hôm sau 20 tháng 6 thì gia đình mình được đặt cách là xét nghiệm tại nhà luôn. Đó, cán bộ y tế lên lên trên căn hộ của mình và tiến hành xét nghiệm cho mình. Vì là lần đầu tiên xét nghiệm COVID-19 cho nên là mình cũng chưa biết cách phải như nào để cho nó không đau. Thì các bạn tưởng tượng là sẽ có một cái que khá là dài và trên đầu có một cái đầu bông hay đầu gì đó các bạn, và họ sẽ chọc khá là sâu vào trong cái mũi của mình để lấy cái dịch tễ đó, nó phải ra cái dịch thì họ mới xét nghiệm được đó. Và khi mà chọc vào sâu ấy thì theo cái phản xạ tự nhiên mà mình sẽ nhăn mặt, và nhăn thì lại càng đau đó. Cho nên các bạn lưu ý là đừng có nhăn mặt trong lúc mà lấy mẫu xét nghiệm, vì nhăn thì sẽ rất là đau. Thì thật là may mắn, bởi vì vào ngày 21 tháng 6 thì họ cũng thông báo ngược trở lại là gia đình mình đã âm tính lần 1. Lúc này thì mình cũng cảm thấy đỡ stress hơn khá nhiều, bởi vì mình cũng đã tưởng tượng ra cái tình huống xấu nhất là gia đình mình chuyển thành F0. Vâng, và tại ngày 20 tháng 6 thì y tế phường cũng đã xác nhận với cả mình là chắc chắn gia đình anh sẽ bị đưa đi cách ly tập trung, bởi vì là F1 tiếp xúc gần với cả F0. Do đó thì việc đi cách ly tập trung là không tránh khỏi. Thì nhân đây mình cũng sẽ có một số cái lưu ý về cái hành trang đi cách ly cho tất cả các bạn, và mình cũng đã thực sự chuẩn bị những cái vật dụng này. Đầu tiên là các cái đồ điện tử, thiết bị điện tử thì các bạn cần lưu ý là nên có một cái quạt, bởi vì trong các khu cách ly tập trung chưa chắc đã có quạt cho các bạn đâu. Đó, như cái khu của mình thì không có quạt. Đèn pin hay là sạc dự phòng thì cũng là dụng cần thiết, hay là ấm điện để chúng ta có thể đun nước, để chúng ta có thể pha sữa cho con nhỏ. Đó, và một số các cái thực phẩm, đồ ăn và dụng cụ ăn uống. Thì ở đây có các cái bát nhựa, các bạn phải chuẩn bị khá nhiều các cái đồ dùng một lần. Đó, tránh sử dụng những cái đồ mà chúng ta phải rửa dọn các thứ ở trong khu cách ly vì nó không an toàn. Đó, nên mua chuẩn bị sẵn các cái đồ dùng một lần. Ngoài ra thì một số cái đồ dùng khác các bạn nên chuẩn bị khá khá tiền mặt đó, để có thể sử dụng. Và ngoài ra thì các cái đồ dùng cho công việc này. Có một cái đặc biệt mà lưu ý là cái chai xịt khuẩn và khẩu trang dùng rất nhiều luôn. Đó, thì các bạn cần lưu ý khăn ăn, giấy ướt dành cho trẻ con và cái nón bảo hộ. Tiếp theo là các cái đồ dùng vệ sinh cá nhân như là bàn chải này, dao cạo râu vân vân, sữa tắm. Đó, trang phục thì cũng nên chuẩn bị một vài bộ quần áo. Đó, anh chị có thể xem các cái checklist ở trên màn hình của mình để có cái sự chuẩn bị chu đáo nhất. Ngoài ra thì gia đình mình có các bé nhỏ cho nên là cần phải có đồ chơi cho các bé, bởi vì nếu như các bé không có đồ chơi thì các bé sẽ chạy lung tung và có rất là khó để kiểm soát. Bên cạnh đó thì các cái đồ ăn như bé nhà mình thì phải có đồ ăn dặm và có các cái cháo ăn liền để trong quá trình cách ly tập trung. Có một cái lưu ý là các bạn nên chuẩn bị một cái bếp từ để nấu cháo cho bé khi cần thiết. Đó, bởi vì trong khu cách ly thì hầu như là sẽ không được nấu nướng. Đó, tuy nhiên là do nhà mình có con nhỏ thì mình có chuẩn bị một cái bếp từ để có thể tự đun lại đồ ăn đồ uống cho các bé. Giai đoạn trước của mình thì vẫn còn nhà hàng, hàng quán vẫn được mở cửa. Thì mình hàng ngày hai vợ chồng vẫn đặt đồ ăn từ bên ngoài và họ vẫn ship đầy đủ. Nhưng bây giờ thì mình không rõ. Đó, các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Thì trong cái lúc mà chờ đợi trước khi đưa đi cách ly tập trung thì mình cũng đã tìm hiểu xem các cái khách sạn nào có thể được sử dụng làm nơi cách ly tập trung. Thì
Ở đây mình cũng giới thiệu luôn cho các bạn là HCDC chỉ cấp phép cho 41 khách sạn mà có tên ở trong cái bảng này này là được phép là chứa người đưa đi cách ly tập trung thôi. Đó, ngoài ra thì không có khách sạn nào được cấp phép hết, bởi vì họ có một cái quy trình bài bản để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Thì kinh nghiệm của mình là gì? Các bạn hãy nhờ người thân hoặc bạn bè liên hệ đến tất cả các khách sạn này để xem em còn phòng hay không, và khảo sát cái giá dịch vụ của từng khách sạn. Nó sẽ dao động trong khoảng từ 1,5 triệu cho đến 4 hoặc 5 triệu trong một ngày. Đó. Và tùy từng khách sạn và có những cái quy định riêng, 2 người một phòng hay 3 người một phòng hay 4 người một phòng. Đó. Thì các bạn nên nhờ bạn bè hay người thân để liên hệ. Tại thời điểm đó thì mình cũng khá là băn khoăn, không biết là nên như thế nào. Mình cũng chưa biết được là cái khu cách ly tập trung thì có đảm bảo đủ điều kiện cho mình hay không. Đó, hay là mình nên đi cách ly tại khách sạn. Và bởi vì cách ly tại khách sạn thì cũng tốn kém khá nhiều. Đó, và mình bản thân mình tại thời điểm đó mình cũng không biết được là mình có được cách ly tại nhà hay không. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình là nên nhờ người thân và bạn bè. Nếu như mình đã thuộc cái diện F1 thì nên nhờ người thân và bạn bè liên hệ hết đến tất cả các khách sạn để khảo sát giá phòng. Và hiện tại thì mình cũng đã có giá phòng ở tất cả các khách sạn ở trong cái danh sách này. Nếu như bạn nào cần thiết thì mình cũng có thể thì vui lòng comment ở trong cái bài post của mình, và mình sẽ chuyển lại cho các bạn toàn bộ cái chi phí của từng cái khách sạn nhé. Vâng, mặc dù là đã suy nghĩ là nếu đi cách ly thì mình sẽ đi cách ly tại khách sạn, tuy nhiên là mình vẫn chần chừ, và đây cũng là một cái kinh nghiệm dành cho các bạn luôn. Thực tế là gì, tại thời điểm đó mình cũng đã research khá nhiều để xem F1 có được cách ly tại nhà hay không. Tuy nhiên là các cái câu trả lời mình cảm thấy là mình vẫn chưa tìm được cái câu trả lời thích đáng. Thì cho đến cuối ngày 22 tháng 6 thì chị y tế phường đã xác nhận là gia đình mình chắc chắn phải đi cách ly tập trung, bởi vì nhà mình thì ở trên chung cư, mà để được cách ly tại nhà thì chỉ có biệt thự liền kề hoặc nhà phố mà không phải có đủ điều kiện thì mới được phép cách ly tại nhà. Đó. Thì đến 9 giờ tối cả nhà bắt đầu xách vali và lên đường đến khu cách ly tập trung. Ở đây có một cái kinh nghiệm sương máu cho các bạn là nếu như mình đã xác định là đi cách ly tại khách sạn thì mình nên làm việc với và chốt với cả khách sạn luôn, và họ sẽ gửi cho mình cái booking, và sau khi có cái booking này thì anh chị là sẽ gửi đến cho cái chị y tế phường ấy là để họ làm hồ sơ và xác nhận là khách sạn đó tiếp nhận gia đình mình. Đó, thì các bạn lưu ý ở khu này một chút, nếu đã xác định là đi khách sạn thì nên làm từ trước với bên y tế phường để họ chuyển hồ sơ. Ok, đây là khu cách ly các bạn ơi. Thì trông cũng rất là thông thoáng và sạch sẽ. Đây là khoảng sân chung này. Khu cách ly của mình thì ở bên Ngô Đức Kế và được cải tạo từ một cái trường, chắc là trường tiểu học. Đó, và có một cái khoảng sân chung như này. Và cái phòng của mình thì ở ngay giữa. Và trong phòng thì đây. Đó, đây là trong phòng. Chắc mình nghĩ cũng phải rộng được tầm khoảng độ 25 hay 30 mét vuông đó. Và đây. Đó, gồm có hai giường và một cái giường phụ mình để gia đình mình sử dụng để đồ. Cái quạt kia là hình như của gia đình trước mà để lại luôn trong khu cách ly. Còn các bạn sẽ nhìn thấy vợ con nhéo nhóc không? Cả nhà nằm ở trên này, nằm ở trên cái giường. Rất là nhéo nhóc. Tuy nhiên thì mình có gặp một cái vấn đề ở trong khu cách ly này là vì gia đình mình có hai bé nhỏ. Các bạn cũng biết là các bé thì rất là hiếu động và chưa có một cái sự giữ gìn cho bản thân. Đó, và rất là khó để yêu cầu các bé thực hiện theo chuẩn 5K, sát khuẩn thường xuyên này, không đụng chạm vào những cái đồ vật nào. Đó, thì khu cách ly của mình lại có cái khu vệ sinh mà
khu vệ sinh chung. Và hàng ngày mình thấy có rất là nhiều ca bệnh, nhiều ca F1 được đưa đến khu cách ly, thì mình cũng rất là sợ chẳng may nếu như sử dụng cái khu vệ sinh chung đấy dẫn đến cái việc mà lây chéo sang cho các bé, thì đến lúc đấy mình phải làm như thế nào. Do đó thì ngay trong cái ngày 23 tháng 6, thì ngay trong cái ngày đầu tiên ở khu cách ly tập trung, mình cũng đã ra quyết định là mình sẽ chuyển qua khu khách sạn. Thì như mình cũng đã trình bày bên trên rồi, mình cũng đã lựa chọn ra cái khách sạn từ trước và mình cũng đã làm việc với các khách sạn ngay trong ngày 23 tháng 6 để chuyển booking đó. Và mình chuyển cho bạn trạm trưởng khu cách ly và bạn ấy cũng đã chấp thuận cho gia đình mình chuyển sang khu cách ly tại khách sạn. Vâng, còn một lưu ý nữa dành cho các bạn, khi các bạn đã chốt được xong với khách sạn rồi thì nhân viên khách sạn họ sẽ hướng dẫn các bạn để đặt xe di chuyển từ khu cách ly đến khách sạn. Đó. Thì Bộ Y tế chỉ cấp phép cho hai đơn vị vận chuyển có thể vận chuyển F1 đến khách sạn mà thôi. Thì mình cũng nhờ nhân viên khách sạn để họ giới thiệu, thì mình lựa chọn ra cái đơn vị là Saco, bởi vì cái giá của đơn vị này thì tốt hơn nhiều so với cả đơn vị kia. Bởi vì như gia đình mình 4 người thì chỉ hết có 1.650.000 cho việc di chuyển từ Ngô Đức Kế sang quận 1, Ngô Đức Kế bên Bình Thạnh sang quận 1. Còn đơn vị kia thì họ yêu cầu là phải giãn cách và họ cũng có cả bác sĩ đi theo kèm xe. Mình nhớ không nhầm thì cũng báo giá cho mình là 4 hay 5 triệu ấy, cho một lần vận chuyển như vậy. Thì đây là đơn vị mà mình lựa chọn. Thì các bạn cũng lưu ý ở đây cũng có thể tiết kiệm một phần chi phí nếu như mà mình lựa chọn đúng cái đơn vị vận chuyển. Vâng, đây là khách sạn mà mình lựa chọn để cách ly tập trung. Thì mình lựa chọn khách sạn là Hương Sen 3 ở trên đường Mạc Thị Bưởi. Thì có mấy cái lưu ý dành cho các bạn như sau. Một là như mình thì mình quay lại hai cái giường để mình tạo ra một cái không gian đủ lớn cho các bé vui chơi và chạy nhảy ở trong phòng đó. Tiếp theo là nếu như các bạn đã xác định mình đi cách ly tại khách sạn thì các bạn không nên mang theo đồ ăn đó, chỉ nên chuẩn bị một số cái đồ ăn dặm cho bé thôi, chứ còn không nên mang theo đồ ăn, bởi vì trong khách sạn họ cung cấp rất là nhiều đồ ăn và thực sự là dinh dưỡng. Đó, một buổi sáng có đầy đủ về nước ép trái cây này, hoa quả này, và bánh trái này. Đó, buổi trưa cũng thế và buổi tối cũng thế. Đó, thực sự là mình đã lên phải gần 1 cân trong cái quá trình mình cách ly tại khách sạn, vì đồ ăn khá ngon và mà mình không ăn hết mình bỏ đi cũng rất là lãng phí. Và đồ ăn thì khi mà đưa lên thì cũng được gói ghém khá là gọn gàng và họ sử dụng tất cả là đồ nhựa sử dụng một lần đó. Sau khi mà mình ăn uống xong thì mình sẽ cho vào các cái bao ni lông để cho khách sạn họ vận chuyển và họ tiêu hủy. Hàng ngày thì nhân viên khách sạn họ sẽ lên trên phòng của các bạn, họ sẽ đo nhiệt độ 2 lần một ngày, mình nhớ 2 lần một ngày đó, vào buổi sáng và vào buổi chiều. Còn đồ ăn thì sẽ được ship đến trước cửa phòng, họ sẽ bấm chuông và sau đó thì mình chờ 2 hay 3 phút để cho nhân viên của khách sạn đi ra và mình có thể ra ngoài và mình lấy đồ ăn để mình mang vào trong phòng và mình sử dụng. Sử dụng xong thì mình lại gói ghém đầy đủ vào trong các bọc ni lông và chuyển ra ngoài, và nhân viên khách sạn họ sẽ khử khuẩn và họ mang đi tiêu hủy. Vâng, và đến đây thì các bạn cũng sẽ quan tâm đến cái chi phí khách sạn là bao nhiêu phải không ạ? Thì gia đình mình lựa chọn khách sạn Hương Sen 3 ở bên Mạc Thị Bưởi thì họ sẽ trả cái chi phí là 2.6 triệu trên một ngày. Thì chị chủ khách sạn cũng khá là nice khi mà offer cho gia đình mình là hai bé còn khá nhỏ cho nên chị sẽ không thu phí đó. Ngoài ra thì khách sạn cũng sẽ thu luôn cái chi phí xét nghiệm COVID là 734.000 một người trong một lần. Gia đình mình thì còn 3 lần xét nghiệm và nhân với cả 4 người.
Bên cạnh đó thì khách sạn cũng sẽ yêu cầu bạn phải deposit là 5 triệu đồng. Cái khoản này sẽ được sử dụng trong trường hợp nếu như mà bạn chuyển thành F0. Thì khách sạn sẽ phải sử dụng khoản chi phí này trong cái việc mà khử khuẩn hoặc là thực hiện theo các quy trình để đảm bảo an toàn của Bộ Y tế. Ở đây thì mình cũng có một cái lưu ý dành cho các bạn trong cái việc mà tính toán cái số lượng ngày cách ly tập trung. Thì cái ngày cuối cùng mà bạn tiếp xúc cả F0, họ sẽ tính là ngày không. Cụ thể ở đây là hai bé nhà mình cái lần cuối cùng mà tiếp xúc với cả hai bé nhà hàng xóm ấy là ngày 14 tháng 6 thì coi như cái đấy là ngày ngày số 0. Và sau đó thì mình sẽ phải tính 21 ngày và mình sẽ phải đi cách ly tập trung 21 ngày tiếp theo kể từ ngày tiếp xúc cả F0 đó. Trong khoảng thời gian này thì mình sẽ phải xét nghiệm 5 lần. Và nếu như 5 lần này đều âm tính thì mình sẽ được quay trở lại với cộng đồng. Và trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày 21 thì hai bé nhà mình sẽ phải xét nghiệm thêm một lần nữa để đảm bảo chắc chắn là âm tính và đủ khả năng mà quay trở lại cộng đồng. Ở đây thì khi mà các bạn xác định được cái số lượng ngày thì các bạn sẽ làm việc với cả nhân viên của khách sạn để đảm bảo họ tính toán chính xác cho mình cái khoản chi phí, bởi vì một ngày ở khách sạn thì cái chi phí cũng tương đối lớn mà, đúng không? Đó. Và cái chính là gì, ở khách sạn thì không sướng bằng ở nhà đâu các bạn, kinh nghiệm của mình là như vậy. Vâng, trên đây thì mình đã chia sẻ với tất cả các bạn về cái kinh nghiệm và cái quá trình của nhà mình đi cách ly tập trung là như thế nào. Thì thực sự là mình cũng rất là mong muốn là các bạn trong cái khoảng thời gian này thì hãy ở nhà và hạn chế tối đa trong cái việc mà tiếp xúc với cả người lạ. Và bởi vì mình cũng không biết được là ai sẽ là F0 xung quanh mình. Do đó thì nên cách ly gia đình với cả gia đình. Đó, các bạn hãy hạn chế tối đa trong cái việc tiếp xúc cả người lạ. Bởi vì ngoài cái việc mà các bạn phải đi cách ly tập trung có khả năng lây chéo rất là cao, mà các bạn cũng sẽ phải tốn những cái khoản chi phí rất là lớn đó. Thì ok, để kết thúc thì mình cũng hy vọng các bạn hãy tuân thủ 5K đó, hãy đeo khẩu trang, hãy khử khuẩn liên tục và không tụ tập và giữ cái khoảng cách 2 mét và liên tục khai báo y tế đến khi mà các bạn đến những cái khu vực bên ngoài đó. Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là những cái chia sẻ trên đây thì có thể giúp cho các bạn mà chẳng may trở thành F1 và phải đi cách ly tập trung, hay cách ly tại khách sạn thì có những cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần hay là về mặt vật chất được đảm bảo. Và chúng ta hãy cùng nhau giữ vững cái tâm lý và giữ vững cái năng lượng để có thể là chống chọi trong cái mùa dịch. Đó, thực sự là mình hy vọng là dịch bệnh mau qua để cho xã hội được trở lại bình thường để chúng ta có thể gặp gỡ và giao lưu và kết bạn. Vâng, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ạ.